Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Bài học này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Zoom và phần mềm Camtasia chính. Đối với các bạn, những bạn nào mà chưa có rành về kỹ thuật, mà chưa biết cài phần mềm Camtasia chính, thì các bạn tạo video bằng phần mềm Zoom vì nó rất đơn giản, ai cũng có thể cài được trên máy tính. Và sau khi mà mình đăng nhập phần mềm Zoom, nó sẽ ra giao diện như thế này. Và trong các bài học trước là Thanh đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra video bằng phần mềm Zoom rồi. Và sau đó, nếu bạn nào có biết cách cài đặt phần mềm Camtasia chính, hoặc là các bạn nhờ IT của công ty, hoặc là nhờ người thân cài dùng phần mềm Camtasia chính vào máy tính của các bạn, vì cái này nó hơi phức tạp một chút xíu thôi. Còn nếu bạn nào tự cài được thì mình cài vào. Nếu mà các bạn đã cài được phần mềm Camtasia chính rồi, thì các bạn mở lên nó sẽ có giao diện như thế này đây. Đây là giao diện của phần mềm Camtasia chính. Và các bạn lưu ý ở chỗ này, đối với những bạn mà chưa có cài được phần mềm Camtasia chính, thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái phần mềm Zoom này thôi. Và các bạn đã tạo được cái video của mình rồi bằng những bài học trước Thanh đã hướng dẫn cho các bạn, là bằng cách đăng nhập vào phần mềm Zoom và bấm vào nút cuộc họp mới và làm những bước tiếp theo ở những bài học trước Thanh đã hướng dẫn rất kỹ rồi, để các bạn tạo ra một cái video cũng khá là chuyên nghiệp rồi các bạn nha. Rồi, còn nếu bạn nào mà có cài được phần mềm Camtasia chính vào máy tính, thì đây là một cái phần mềm biên tập sản xuất video rất là chuyên nghiệp mà những người làm chuyên nghiệp hiện nay họ đang sử dụng phần mềm Camtasia chính. Nếu bạn cần nâng cao hơn, biên tập, chỉnh sửa, chèn logo hoặc là làm bất cứ mọi thứ về hiệu ứng, thì các bạn cài phần mềm Camtasia chính. Thì khi mà các bạn đã cài được phần mềm này rồi vào máy tính rồi, thì các bạn sẽ xem tiếp bài học tiếp theo. Xin chào các bạn.